Chào mừng các bạn đến với bản tin Mac News số thứ 45 của Mac Channel. Mình là Phạm Đức. Nói đâu rồi nhỉ? Mình là Phạm Đức. Mình rất vui được mang đến cho các bạn những thông tin sốt dẻo của thế giới công nghệ trong thời gian gần đây. Thông tin đầu tiên, LG đã phát hành bản cập nhật Android 6.0 Marshmallow cho sản phẩm G4 tại Ba Lan cuối tháng trước. Và giờ đây, bản cập nhật đó đến với thiết bị đầu bảng của LG tại quê nhà Hàn Quốc. Sở dĩ LG tung ra bản cập nhật cho G4 tại Ba Lan còn trước cả Hàn Quốc vì Ba Lan không phải là một thị trường lớn và đặc biệt. Thực chất đó chỉ là một bản thử nghiệm trước khi LG tung ra bản cập nhật chính thức tại Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc, các thiết bị G4 nhận được bản cập nhật bao gồm các model LG F500, K, L và S. Được biết, bản cập nhật này giúp các thiết bị tiết kiệm điện năng nhờ có tính năng Doge, đem lại khả năng quản lý và hỗ trợ thẻ nhớ tốt hơn. Một số ứng dụng của LG là Qi cộng và Breeze đã được đổi tên thành Memory Capture cộng và AirDrive. Hiện chưa có thông tin gì về khu vực tiếp theo LG chọn để phát hành bản cập nhật này. Tiếp theo, chúng ta tiếp tục đến với bảng xếp hạng top 10 điện thoại xu hướng của GSM Arena trong tuần thứ 45. Sự thống trị của bảng xếp hạng này vẫn thuộc về series Galaxy Z của Samsung. Nhưng đáng chú ý đó là một cái tên mới xuất hiện chưa lâu mà đã một mạch leo lên vị trí số 2 của bảng xếp hạng này. Đó chính là OnePlus X. Những chiếc OnePlus X đã được chờ đợi từ lâu. Nó có bộ khung kim loại chắc chắn và một màn hình 5 inch AMOLED. Độ phân giải của OnePlus X là Full HD. Ăn đứt Z5 chỉ ở 720p và đó là cách OnePlus X đã đẩy Z5 xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Xét về tổng thể thì Z series vẫn là kẻ thống trị của bảng xếp hạng. Với giá thành phải chăng, Galaxy Z2 sở hữu màn hình Super AMOLED đã nhảy vọt từ vị trí thứ 7 lên vị trí thứ 4 trong tuần này. Bên cạnh đó thì sự quan tâm dành cho iPhone 6s đã giảm dần sau 2 tuần yên phận ở vị trí thứ 5. Thì giờ đây iPhone 6s lại nằm ngay trên vị trí cuối cùng trong top 10. Và nằm ở vị trí cuối cùng đó chính là cái tên mới đến từ Samsung mang tên Galaxy One 7. Theo Business Insider đăng tải một thông tin thì Apple đã xin cấp quyền kích hoạt tính năng mới có tên gọi vô cùng ấn tượng, chế độ hoảng loạn. Theo đó, chế độ này sẽ được tự động kích hoạt khi người dùng mở khóa iPhone bằng một ngón tay đã định trước. Ví dụ, bạn đặt ngón út trả, thì sau đó khi mở khóa bằng ngón út, tức là chế độ hoảng loạn đã tự động được kích hoạt. Nó sẽ tự động hạn chế quyền truy cập các thông tin cá nhân trên máy, thiết lập lại cài đặt mặc định, hoặc có thể thực hiện một số thao tác định sẵn. Chế độ này không chỉ giúp người dùng bảo mật điện thoại tốt hơn, mà ngoài ra nó còn tỏ ra vô cùng lợi hại trong một số trường hợp, ví dụ như bạn bị ai đó ép phải mở khóa điện thoại. Nó sẽ thực hiện một số hành động như trên, hoặc thậm chí còn có thể chụp ảnh đối tượng, gửi địa điểm bằng GPS đến cho cảnh sát. Chưa hết, chế độ này còn cho phép gửi thông điệp cầu cứu đến người dùng iPhone gần nhất hoặc tự động nháy máy đến một số điện thoại đã được định sẵn. Quả là lợi hại phải không các bạn? Thông tin cuối cùng là dành cho những người yêu thiết bị điện tử đeo tay. Xiaomi vừa cho ra mắt vòng đeo tay Mi Band 1S với giá thành vô cùng rẻ, chỉ khoảng xấp xỉ 300.000 đồng. Các bạn chớ vội nhìn vào giá mà coi thường sản phẩm này. Ngược lại, nó có một thiết kế khá đẹp và thời trang, cùng nhiều tính năng hữu ích chả kém gì ai. Mi Band 1S còn không có màn hình hiển thị như một số thiết bị đeo tay thông minh khác, nhưng người ta có thể theo dõi thông tin qua smartphone được kết nối bao gồm cả thiết bị Android và iOS. Những tính năng hữu ích của chiếc vòng này còn có thể kể đến như là theo dõi nhịp tim, giám sát giấc ngủ. Mi Band 1S còn có thể đo số bước chân hay lượng calo tiêu thụ của các bạn trong quá trình tập luyện thể thao. Chưa hết, khi thiết bị vòng đeo tay này rung lên thì cũng có nghĩa là các bạn đang nhận thông báo đến trên điện thoại, hoặc có một tin nhắn, hoặc là có cuộc gọi, vân vân. Cuối cùng là tính năng rất hữu ích và không thể thiếu trên các thiết bị đeo tay, đó chính là tính năng chống nước. Được biết, Mi Band 1S sẽ có tính năng chống nước đạt tiêu chuẩn IP67, tức là nó có thể tồn tại ở độ sâu khoảng 1 mét nước trong vòng 30 phút. Mi Band 1S sẽ chính thức lên kệ vào ngày 11 tháng 11 này. Như vậy là thông tin về chiếc Mi Band 1S đã kết thúc bản tin Mac News ngày hôm nay. Các bạn đánh giá thế nào về mức giá cũng như những tính năng và sản phẩm đến từ Xiaomi này mang lại? Hãy comment phía bên dưới và cho bọn mình biết ý kiến của các bạn, cũng như đừng quên subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất cho các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.